Chào cô chú anh chị và mọi người, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Gardena ha. Thì thành phố Gardena thì nó nằm kế bên thành phố Torrance, nơi mà Phương đang sinh sống. Căn nhà được rao bán là 849.000 thôi, mà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rộng 1.500 square feet, lot size là 5 hình như là 5.500. Cái đặc điểm của căn nhà này á, là họ đã ngăn ra làm thành hai unit nếu có thể, là tại vì á, hồi xưa căn nhà nó chỉ có hai phòng của một phòng tắm thôi, mà họ làm addition ra thành hai phòng của một phòng tắm ở dưới nữa. Họ đã có permitted, everything có permitted, trong một nằm trong một khu vực rất là tốt của thành phố Gardena. Thì cái nhà này nó có potential để chúng ta có thể làm được hai unit thành một cái duplex ha. Rồi, mình rất thích cái nhà này, thì để mình quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Nói chung là khu này là gần kế bên El Camino College, có thể cho mướn rất là ok luôn. Cái rental của họ là ở khu này là cũng rất là good và rất là an ninh luôn á. Thì Phương vô khu vực này Phương rất là thích. Rồi, để mình sẽ đi vòng vòng cái khu nhà này nha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Bye bye. Ok mọi người, thì đây là cái khu vực phía trước của căn nhà này. Một cái khu neighborhood cũng rất là an ninh và sạch sẽ. Đường xá rộng rãi, không có xe đậu nhiều ha. Parking thì, street parking thì rất là nhiều. Nhà này thì có một cái driveway khá là rộng ở phía trước, thì chúng ta có thể đậu được 4-5 chiếc xe ở đây ha. Sân trước cũng rất là đẹp. Nhà cái tình trạng bên ngoài thì mình thấy cũng còn rất là ok, stucco cũng còn rất là ok. Mái thì hơi cũ nhưng mà vẫn có thể xài được 5 đến 10 năm nữa ha. Còn gì nữa ta, nói chung là mình về mình chỉ cần làm một vài cái cosmetic thôi, tân trang bên ngoài một tí thì nó sẽ nhìn nó sẽ mới hơn. Thì khu này đó mình thấy là tại vì nó gần cái một cái trường college, nó gọi là El Camino College. Cái com khu vực này nó cũng tầm khoảng chừng 800, hơn 800 cho một cái nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Mà cái nhà này nó là được 4 phòng ngủ 2 phòng tắm mà mình có thể ngăn ra làm 2 unit. Và cái garage là cái detached garage thì mình có thể là mình có potential để mình thay được, xây ra một cái ADU nữa luôn ha. Rồi giúp mình, chúc mình đi vào bên trong rồi mình sẽ cho mọi người coi. Mà cái com, cái rent khu vực này nó cũng khá là cao. Đó. Thì đây là khu vực phía trước ha. Mình ở gần cái khu của mình thì nó tốt hơn tí nữa. Nói chung là cái này thì nó là dạng trung bình khá. Nó nằm trong cái khu vực là El Camino Village ha. Khu này là dành cho mướn rất là dễ dàng cho những em học sinh này nọ, học college này nọ gần ở đây. Đó. Ok mọi người, đây là cái khu vực phía trên của căn nhà này ha. Thì đây là cái phòng khách nè. Thì đây là cái cửa ngoài mình đi vô. Nói trong cái phía bên trong này nó cũng không quá là cũ, tuy là nó họ không có sơn sửa gì lại hết. Cái nhà này thì mình chỉ vô mình sửa lại khoảng chừng, mình bỏ chừng vài ba chục ngàn mình sửa lại thôi ha. Thì đây là hai cái phòng ngủ đây. Thì hai cái phòng ngủ này nằm ở phía trên và nó có một cái nhà tắm riêng. Đó, bây giờ mình đi tới cái nhà tắm. Thì mọi người thấy cái đường đi đó, thẳng vô ở dưới đó một cái cửa, đóng cái cửa ngăn lại, chúng ta làm một hai hai unit. Thì đây là cái nhà tắm cho hai cái phòng ngủ ở phía trên, cái unit phía trên. Rất là đẹp nha mọi người ha, cái này thì họ đã làm lại rồi, không cần phải làm gì nữa. Thì có chăng thì mình thấy cái sàn ở phía trên thôi. Đó, làm lại cái phòng ngủ thôi. Đó. Thì đây nè, đó cái đường mọi người đi thẳng xuống thì đây có cái cửa. Mình đóng cái cửa này lại, mình làm một cái tường luôn. Đó. Thì nên rất là nó sẽ ngăn ra là một hai unit, thì có hai unit ở trên và cái phòng tắm này đó là nó cho cái hai cái phòng ngủ ở dưới. Cái unit ở dưới nó bự hơn một tí. Thì có thể chúng ta có thể cho mướn nhiều hơn một tí, thêm vài trăm ha. Thì đây là cái unit ở dưới mọi người thấy không? Và ở đây là cái bếp. Cái bếp nằm ở giữa nhà. Nó cũng nói chung là nó cũng khá là thoáng là tại vì nó cũng có cái cửa ngang ha. Đó, đóng cái cửa đó lại thì chúng ta có thể có được hai cái unit riêng biệt, là một cái duplex luôn, hai phòng ngủ một phòng tắm mỗi unit, rất là có nhiều potential để chúng ta cho mướn. Và mọi người thấy đi, tại vì hiện tại đó để mua một cái duplex mà có hai unit riêng đó mà riêng biệt hoặc là even nó chung dách thôi, nó là consider hai cái
hai cái unit khác nhau thôi, mình cũng phải bỏ ra từ cũng phải trên 1 triệu trở lên ha. Nhưng mà cái nhà này cái giá nó cũng rất là ok, là tại vì nó chỉ có 850 thôi đó. Hai cái phòng này là hai phòng ngủ ở dưới nè mọi người, thấy không? Nói chung là cũng không có gì mà quá cũ, chúng ta có thể vô thay cái thay cái mấy cái cửa sổ lọt lại đó, rồi sau đó chúng ta có thể thay cái sàn luôn nếu mà muốn ha, remodel lại cái nhà nhà bếp hoặc nhà nhà tắm một tí. Nhưng mà nói chung ra nếu mà cho mướn đó thì cái này là cho mướn được rồi, vô là cho mướn liền ha, không cần phải sửa sang gì nhiều ha. Để coi có còn gì nữa thì đây là ha, cái đây là cái phòng ăn nè đó, đây là cái phòng ăn ha. Ở dưới kế cái phòng kế nhà bếp là chúng ta có một cái phòng khách nữa đó, rất là rộng rãi ha. Ok, rồi bây giờ mình đi từ cái phía này mình đi ra, lên trên rồi mình đi ra đi. Đó, cái unit phía trên đó thì họ chỉ có một cái, họ không có cái bếp cho mình, họ không có cái stove, thì mình có thể mình xây lại, mình xây cái stove đi ha. Đó, cái này mình đóng cửa lại là thành một cái unit đó. Rồi mình sẽ đi vòng vòng ra phía sau luôn. Thì cái mà mình thích đó là nó đã xây sẵn hết cho mình rồi, và phía sau mình có một cái garage, detached garage nữa. Mình chỉ cần bỏ khoảng chừng 50-60 ngàn, mình làm lại cái garage một cái là thành thêm một cái unit nữa, nó sẽ làm một cái triplex cho mọi người ha. Mà mọi người thấy đi, cái nhà này mua 850, bỏ thêm chừng 5-6, chừng giỏi lắm 100 ngàn total đi đó. Thành ra đó là chúng ta có thể được một cái triplex ha, một cái triplex là 1 triệu là coi như là good deal đó ha. Mình chỉ không mình chỉ hy vọng là không có mua trên quá nhiều thôi, chứ hay cái giá 850 này là một cái giá rất là hấp dẫn đó. Ok rồi, để mình đi vô trong coi, mình đi ra cái phía sau ha, cái cửa bên kia mình mở không được, mà không có đi thẳng được, để mình vòng ra phía sau lại cho mọi người coi đó. Ok, đây là một cái quang cảnh của cái nhà bếp nè, cái phòng khách của cái unit trên nè. Đó thì đó, cái cửa đó mình đi thẳng xuống, mình đi thẳng xuống ra cái phía sau ha. Ok, thì đây là cái kitchen, cái khu vực kitchen của cái unit trên. Cái unit trên này họ không có làm cái đường, họ chưa có cái đường ga để mà để cái stove vô, thì mình làm là cũng được, không có tốn bao nhiêu tiền hết trơn á. Ok, thì đây là mình đi xuống phía ra phía sau nè, đó là cái garage ha, detached garage. Cái garage đó mình bỏ chừng hồi nãy như mình nói là chừng 60 ngàn thôi đó, 60 đến 70 convert lại. Phía sau cái garage mình có thể extend ra thành một thành thành ga tới cái bức tường phía sau luôn. Thì với cái diện tích như vậy mình có thể làm được hai phòng ngủ một phòng tắm nữa, ba cái unit, thì mỗi cái hai phòng ngủ một phòng tắm mình cho mướn chừng 2 ngàn một tháng thôi đó, mỗi cái thôi ha, chung tính trung bình đi là 6 ngàn một tháng đó. Mọi người thấy đi, 6 ngàn tháng 850 đúng không, đau 20%, tính ra mình mượn 600 mấy thôi, mà mình 600 mấy ngàn với cái lãi suất hiện tại mình có thể mình trả cỡ tầm tầm cỡ 4-5 ngàn gì đó, không 5 ngàn đi, chứ cộng tiền property tax nó, thì mình làm cái garage là mình cho mướn một cái 3 unit, mình cho mướn được 6 ngàn là coi như là mình trả bớt cái mortgage luôn không, hoặc là mình trả có mình còn phần dư gần tí tiền cash flow nữa. Ở dưới đây là mọi người thấy không, là họ có một cái workshop, một cái storage sẵn luôn cho cái garage ha. Mình đập cái tường này ra, mình làm là một cái unit hoàn chỉnh là thấy là ngon cơm luôn á. Ok, mình sợ là dưới đây họ có một cái như là hard pass sẵn cho mình luôn rồi, mình nghĩ là không có permit thôi, mình legalize lại cũng không sao hết đó. Thì với cái bài toán mà bỏ ra bao nhiêu tiền đó cho một cái nhà mà được 3 unit như thế này thì mình thấy rất là ok ha, thấy rất là ok và có khả thi, có thể được cái cash flow, hy vọng rằng không ai trả cao quá thôi đó. Cái khu vực này cũng thích, mình cũng rất thích nữa đó, cho mướn rất là dễ dàng luôn. Rồi, mình xin dừng cái video ở đây. Nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779, 310 480 7779. Xin chào, bye bye.